Xin chào tất cả các bạn, mình là hỗ trợ đồ án công nghệ thông tin đây. Thì hôm nay mình xin phép được trình bày cho các bạn một cái đồ án tốt nghiệp rất là hay về cái quá trình và thực hiện xây dựng một hệ thống giám sát mạng qua Wazuh. Hệ thống này thì rất là nổi tiếng rồi. Đó, các bạn có thể tra trên mạng mà từ keyword Wazuh này là gì? Thì cái Wazuh này là một mảng còn mở và nó được bên VMware sử dụng luôn. Đó, dùng lý thuyết ở đây rất là chi tiết rồi. Ví dụ như là Wazuh, nó là một giải pháp linh mạng miễn phí mà nguồn mở dùng trong việc mà đảm bảo an ninh hệ thống và phát hiện các mối đe dọa. Cũng như vậy là nó sẽ gồm có 3 thành phần chính. Ví dụ như là Wazuh server là mình sẽ cài Wazuh trên một cái con server. Ví dụ như là Ubuntu và Wazuh again là mình sẽ cài trên những cái hệ thống mạng máy ở trong mạng LAN. Cũng như là Elastic Stack dùng để phân tích và giải mã dữ liệu, đánh dấu các thư mục được chưa, và cung cấp các giao diện như về phân tích log và báo cáo. Thì đây là cái việc mà mình đã xây dựng và có làm báo cáo rất là đầy đủ và chi tiết từ việc thực hiện cài đặt này, cấu hình này nó như thế nào, và được thực hiện ở trên máy Ubuntu 22.04. Đó, các bạn có thể, nếu các bạn cần, các bạn có thể xem cái bài báo cáo này và các bạn thực hiện lại, nó rất là chân chu và mượt mà thôi. Đó, tương tự ở đây thì mình đã nghĩ ra hai cái kịch bản để thực hiện cho cái hàng này. Thứ nhất là kịch bản đầu tiên là các bạn có thể xem về cái kịch bản mô hình thực hiện giám sát mạng. Mình sáng tạo một con Ubuntu attack, cũng như là tạo ra một cái máy của hacker, một con Ubuntu server, một con Win7 ở trong mạng LAN và một con Ubuntu again. Được chưa? Kịch bản ở đây mình sẽ làm gì? Thứ nhất là mình sẽ thực hiện kịch bản là tấn công leo thang đặc quyền. Đó, nội dung ở đây thì rất là chi tiết rồi. Và các bạn có thể hiểu là nếu mà tấn công leo thang đặc quyền là gì thì các bạn có thể là tra Google cũng rất là rõ. Được chưa? Leo lên cái vị trí cao hơn để lấy những cái thông tin mà mình cần thiết. Đó là kịch bản đầu tiên bên mình thực hiện. Và tiếp theo là có một cái kịch bản mà mình rất là ưng ý, đó là kịch bản mà phát hiện được những CVE. Ở đây nhiều bạn không học về công nghệ thông tin, không học về an toàn thông tin, các bạn không biết CVE là gì. Ở đây thì mình có thể trình bày cho các bạn CVE là những cái lỗ bảo mật. Được chưa? Lỗ bảo mật CVE là gì này? Các bạn có thể thấy là ví dụ như người ta vinh danh các hacker là vinh danh các hacker các thứ là người ta đã tìm ra được những CVE. CVE là gì? Common Vulnerability and Exploit, là đó là một danh sách các lỗ bảo mật được mở rộng các phần mềm công nghệ phá máy tính. Đó, CVE nó rất là quan trọng. Đã học đến công nghệ thông tin, đã học đến an toàn thông tin là vào biết CVE, được chưa? Rồi, ok. Thì ở đây bên mình đã tạo ra một kịch bản thực hiện quét dò lỗ bảo mật và nó sẽ đưa ra. Đó, ví dụ như trên là con Ubuntu này, nó đưa ra được các mức của CVE. Ví dụ ở đây có một con CVE ở mức rất là cao, còn lại là ở mức gọi là ở mức đặc biệt nguy hiểm, ở mức cao, ở mức trung bình và ở mức bình thường. Được chưa? Đó, và sau khi tạo xong thì mình sẽ biết được ở trong hệ thống của mạng của mình nó có những cái gì. Đó, các bạn để thấy là làm đến đâu thì bên mình đều có trình bày nó rõ ràng cụ thể đến như vậy. Đó, 1, 2, 3 từng bước chi tiết một rất là rõ. Thì ngay sau đây thì mình sẽ cho các bạn xem video demo để mình thực hiện được hai cái kịch bản trên. Đó, sau đây thì mình sẽ cho các bạn xem, mà nếu mà các bạn thấy hay thì hãy cho mình một đăng ký kênh nhé. Về mô tả thì ở trên máy Windows Agent em sẽ tạo hai user là Dũng Lý và Natalia. Thì với user Dũng Lý thì em sẽ cho nó là quản trị viên của hệ thống với nguồn quyền, và Natalia thì chỉ là một nhân viên với những quyền hạn cơ bản. Thì ở đây em dựng đây là kẻ tấn công sẽ truy cập từ bên ngoài hệ thống, tức là kẻ tấn công này sẽ dựa vào user Natalia sẽ đăng nhập vào trong hệ thống, tại vì trong hệ thống của công ty thì sẽ cách biệt với bên ngoài và chỉ có thể vào bằng user của người sử dụng như là nhân viên ở trong công ty thì mới có thể tấn công được vào trong hệ thống. Thì ở đây thì em sẽ dựng là người quản trị viên Dũng Lý thì vô tình lưu nhầm file, lưu mật khẩu vào trong thư mục public. Thì sau đây thì các bước trình bày thì em sẽ chiếu ở trên con Wazuh Agent. Hiện tại thì em đang đăng nhập cái user là HP. Bây giờ em sẽ check log. Ở đây em sẽ xem sự kiện trong ngày hôm nay. Hiện tại thì vẫn chưa có bất cứ sự kiện nào xảy ra. Bây giờ em sẽ thực hiện đổi sang tài khoản của Natalia. Thì sau khi đăng nhập vào trong này, mình dùng lệnh net new Natalia để xem được group của Natalia là đang thuộc group của user hay là group của admin. Thì ở đây em sẽ check file user. Ví dụ bây giờ nếu như Natalia là một user bình thường có những quyền cơ bản thì sẽ không thể nào mà truy cập được vào trong file lưu trữ của admin zombie được, và chỉ có thể truy cập vào file của bản thân. Chỉ có thể truy cập được vào file của bản thân và truy cập được vào file public. Thì ở đây em đã sử dụng admin only để tạo một cái file gọi là file chữ key, thì bao gồm tài khoản và mật khẩu. Bây giờ thì em đã đóng vai là một attacker. Thì sau khi có được tài khoản và mật khẩu của Natalia thì em sẽ truy cập vào hệ thống. Sau đó thì em vô tình đọc được file key, tìm được file key của admin nêu nhầm ở trong public document. Thì bây giờ mình thực hiện sử dụng câu lệnh run add đây. Thì em sẽ sử dụng PowerShell để mở lên cửa sổ khác. Thì sau khi em nhập lệnh này nó sẽ yêu cầu nhập mật khẩu của zombie. Thì ở đây em đã biết được mật khẩu thông qua file key được lưu trong hệ thống. Thì sau khi nhập thành công thì em sẽ được gửi đến một gọi như là giao diện PowerShell với quyền của admin, cụ thể ở đây là của zombie. Thì em sẽ sử dụng câu lệnh get user zombie để xem group. Thì ở đây zombie đang thuộc group admin, thì tức là zombie sẽ có quyền quản trị hệ thống. Thì sau khi truy cập xong em sẽ quay lại bên Wazuh dashboard để kiểm tra xem bên này có báo về sự kiện gì hay không. Thì ở đây có sự kiện là Windows Rotation Log On Website, ghi lại sự kiện đăng nhập. Và đây, để em so sánh file này. Đây, hai file này đều là giống nhau hết, tức là báo về lần đăng nhập. Đây là sự kiện đăng nhập này báo số lượng là 2, tức là có 2 tài khoản đang trực tiếp đăng nhập ở trong con máy có cái mã admin như này. Thì cái mã này tức là tên của con Windows 7 agent. Và subject username thì theo tìm hiểu thì đây là user 9 đăng nhập vào máy này. Target username chính là tên của user đăng nhập phụ sau user Natalia này. Sau đó thì kéo xuống dưới, ở đây sẽ có dòng ru báo về việc cảnh báo về việc cái lần đăng nhập này có thể là một cuộc tấn công leo thang của một tác nhân bên ngoài, và tác nhân này có thể là ẩn mình ở trong hệ thống và hệ thống có thể quét ra được. Thì sau đây em xin trình bày về cái bạn tìm thử lỗ bảo mật ở trên hai con agent Ubuntu agent và Windows 7 agent. Thì trước tiên em sẽ khởi động cả ba con server này lên. và khởi động Wazuh Dashboard trong Ubuntu server. Thì hiện tại ở trên trang overview thì đã hiển thị active cả hai con máy agent là con Ubuntu agent và con Windows máy agent. Tiếp đến thì em sẽ vào mục này để xem các đồ hóng được gửi về từ các agent. Ở đây thì trên giao diện dashboard thì sẽ hiển thị về từng cấp độ của từng đồ hóng. Ví dụ đây cấp độ cao nhất thì khi em click vào thì nó sẽ hiển thị được tên của cấp độ, tên của đồ hóng. Đây là CVE 2023-422 và nó thuộc của con Ubuntu 2.04, thì tức là đây là con Ubuntu agent có tên là NMQ agent mà em đã cấu hình từ trước. Giờ em thử với mức độ cao thì ở đây nó hiển thị ra 5 cái đồ hóng mức gọi như là cần được chú ý nhất trong 135 cái. Thì ở đây có cả những đồ hóng thuộc của cả con Windows 7 agent và cả con Ubuntu agent. Tương tự thì với các cấp độ còn lại thì cũng sẽ hiển thị như em vừa mới trình bày.